Hôm nay tôi với vợ tôi đi vào đây ăn bánh. Cho chị một cặp luôn. Dạ, cái này anh định ăn cái anh định cho vợ ăn cái này anh nghĩ vậy. Ở đây có cái bánh nào ít ngọt không chị ha? Dạ, hầu như các bánh là bánh này cái là dạng chi các cái nào hết cho lợ đây. Hết cho lợ. Cái là bánh blueberry nhà đúng rồi, blueberry. À. Thì chắc lấy bánh blue đó đi ăn hợp lắm. Cái Japanese này trong này nhân nhân dâu luôn à? Dạ đúng rồi, dạ. Phô mai với dâu. Kim phô mai tí chua. Ok. Vậy đúng rồi, bánh ở đây nè Vi. Rồi. Đây, ở đây. Choco. Choco này là lạnh hay là nóng? Dạ lạnh. Có một cái nóng nè. Hỏi thử món best seller nước là gì? Best seller nước là gì? Dạ bên em best seller nhất là kiểu dạng soda ổi ạ. Soda ổi hoặc là kiểu minty lemon là trà chanh bạch hà. Soda ổi. Dạ đúng rồi, là dạng guava fix ạ. Ờ cho chị cái đó đi. Dễ thương không? Không muốn ăn không? Ờ em lấy cái bánh kia thử thôi. Ok. Bánh dâu sẽ chuyển khoản nha. À mình hỏi xíu cái hibiscus lychee đúng không? Kẹp lên tóc em á. Ờ. Dễ thương quá. Hồi nãy em kẹp lên như này nè. Đâu? Cầm đi em kẹp cho xem. Tại sao? Kẹp như nào? Cầm cái dùng cái này không kẹp. Đây. Nó sẽ rớt tóc phía sau của em á, tại vì cái kẹp nó không có đủ kẹp hết tóc em đâu. À đáng yêu quá nhỉ. Đi đáng yêu. Nó hơi khó chịu em đúng không? Cái này nó giống như cái mấy cái kết nước á. À hả? Nó cắt ra từ mấy cái kết nước á, nhìn như mấy cái kết nước á. Kết nước ngọt á hả? Mấy cái kết nước ngọt. Tấu cột cái này nè, tấu có thể muối nó lại là một cục cũng được. Bé riêng. Anh có điện thoại, lấy điện thoại anh. Lâu rồi tụi mình mới được ra ngoài ngồi như thế này nhỉ. Ừ. Ngồi ăn bánh với nha. Love you. Có một người bạn hỏi mình tụi mình đang sống ở đâu. Mình một bánh một cái ổi. Đúng rồi.
Là cái này của mình luôn à? Không. Ồ. Cảm ơn nha. Very delicious. Baby ăn gì dạ? Gỡ cái này ra. Ngon quá nhờ. Nè. So skill. Mất một miếng. Bỏ lên bàn đi. Cái bánh ngọt này khá là ngon. Ờ, cái nước này cũng khá là được. Thật không? Ừ. Ừ, nè anh đút cho. Nhiều lắm. Nhiều quá. Được, được vậy. Anh là chàng trai làm bánh. Ăn ít thôi, em sợ ngọt. Cái này chua mà. Nhưng mà nó cũng khá là béo ngọt á. Là sữa chua ấy. Soda này có độ cồn không nhỉ? Đo xem. Không. Nè. Không. Nó ra nó hơi nhiều thôi. Sợ lát nữa nó về. Rồi sao? Rồi sao? Tè á. Dạ. Trái này anh thích lắm. Ừ. Nó ngọt quá, nó không có chua đâu. Cái bánh này hả? Đây nè. Chua chua ngọt mà. Không, ngọt. Ngọt hả? Ừ. Thích ngọt. Ngọt lắm luôn. Nó còn xanh thì nó sẽ chua. Hai đứa dành 3 phút ăn hết một cái bánh. Đúng không? À, là sao? Hai đứa dành 3 phút ăn hết cái bánh này.
3 phút ăn hết bánh rồi không? Ừ. Hả mày ra hiếm khi có một cái bánh ngọt nào đó mà Ella thích. Đúng rồi, Ella rất ghét bánh ngọt. Nhưng cái này ăn lâu lâu ăn một lần thì được nha. Ăn hoài ngán nha, béo lắm. Mình nên thử thêm cái loại dâu. Ừ, ngon. Ý là lần tới. Ừ, ngán rồi đó. Ừ. Này chắc phải ăn xong tới nửa tháng sau mình chuẩn ăn lại. Đẹp mà sao Phương nói gì vậy? Cái nó kêu là nên đi homestay ở các vùng ven thì nó đẹp hơn đó Tú. Hỏi là sẽ ok. Cảm thấy thành đó. Còn cái phường đó nó rộng rãi á, kiểu anh đi khắp nơi và nó có nhiều cái để anh có thể quay chụp. Ừ. Nó rất là rộng, SLC rộng lắm. Nói chung là em không biết bả đi chưa hay là bả đã như thế nào, trải qua với nó như thế nào, chứ em thì từng trải qua em thấy nó không có chê, nó không có chê là xấu hay gì á, nó kêu là ý là có gì đâu chơi á, ý là trải nghiệm rồi này kia á. Cái qua cái dự án FLC Quy Nhơn mà anh nhìn trên cái quy hoạch nó lớn lắm á, nó cả một cái vùng ven biển luôn. Đúng rồi, đúng. Nó không phải ở trong Quy Nhơn nha. Đúng rồi, nó là ở vùng ven. Nó ở ngoài nha. Ngoài ven biển. Ừ. Ừ. Và nó rất là thoáng luôn. Và nó rất rộng luôn. Ừ. Thậm chí cái xung quanh cái đường để lên trên đó có rất là nhiều ngõ ngách nên có thể đi đâu đấy lâm la. Chứ không phải là chỉ FLC không đâu. Bé ăn đi. Come on. Come on. Come on. Nè lên. Anh miếng này cho anh, ăn miếng bự cho. Em không ăn thì anh cũng phải ăn hết thôi. I love you. Cái ông bán mực á, không ông chưa kêu anh à, chưa gọi anh à. Mực nào á? Mực nhảy. Chua. Chua. Anh này. Ông chưa kêu anh gì luôn á. Nhảy. Em với anh ăn cái này xong rồi mày cắt video nhanh lên, cố lên kìa luôn. I love you. Không miếng. Đút hả? Đút cho chậm hả? Sao anh lại như thế? Sao anh lại nói nó như thế? Nói như thế vậy? Giờ đến làm cho em lại nha. No, không cần. Nữa. Không cần. Anh vẫn còn em nghĩ đâu. Không cần. Đi nè. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Cái miệng tôi dính rồi.